Xin chào các bạn, trong cuộc sống thường ngày chúng ta thường bắt gặp một số khái niệm, ví dụ nội mông, ngoại mông, mông cổ. Tất cả đều có chữ mông ở đây. Nhưng tất cả những khu vực này thì có liên quan gì đến nhau hay không? Có khác gì hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Hãy giữ chặt ghế và cùng nhau tìm hiểu tất cả những bất ngờ. Và thường thì mọi người nhầm lẫn giữa mông cổ và nội mông. Mông cổ và nội mông có gì giống nhau, có gì khác nhau? Mông cổ là một quốc gia có chủ quyền với tên gọi đầy đủ là Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, với thủ đô là Ulaanbaatar, đôi khi được đọc là Ulaanbaatar. Đất nước này có biên giới giáp với Trung Quốc về phía Nam và giáp với Liên bang Nga về phía Bắc. Nói chung là bị kẹp giữa Trung Quốc và Liên bang Nga. Mông Cổ đôi khi còn bị gọi là Ngoại Mông, có diện tích là 1,56 triệu km2. Đây là đất nước nằm trong top 20 quốc gia lớn nhất trên thế giới. Nhưng dân số thì chỉ khoảng trên dưới 3 triệu người. Mông Cổ trở thành nước có mật độ dân cư thấp nhất trên hành tinh. Mông Cổ cũng là quốc gia nội lục. Quốc gia nội lục tức là quốc gia không giáp biển, lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau một đất nước đó là Kazakhstan. Như chúng ta đã đề cập, Mông Cổ là ngoại mông. Thế còn ngoại mông và nội mông thì khác nhau thế nào? Điểm khác biệt giữa hai câu hỏi nội mông và ngoại mông khác nhau thế nào đó là văn hóa bản địa. Khoảng 30% dân số Mông Cổ ngày nay là những người du mục hoặc bán du mục. Ngựa vẫn được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngựa rất quan trọng với người Mông Cổ từ xưa cho đến nay. Người Mông Cổ sinh sống trên những thảo nguyên bao la bằng cách chăn nuôi gia súc và di chuyển tới những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, và ngựa là một điều cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, văn hóa du mục Mông Cổ là con người sống hòa hợp hoàn toàn với mẹ thiên nhiên. Nhiều truyền thống, phong tục và giáo lý nhấn mạnh đến việc bảo vệ và chăm sóc thiên nhiên. Sống trong khoảng hơn 250 ngày nắng trong một năm, nên người dân Mông Cổ tự hào gọi đất nước của mình là vùng đất của bầu trời xanh vô tận. Với người Mông Cổ, ngựa, gia súc, cừu, dê và lạc đà được ca ngợi là năm báu vật. Ngược lại về nội Mông thì sao? Nội Mông khác với Mông Cổ được thể hiện qua dân số của người Mông Cổ ít hơn người Hán ở khu vực nội Mông. Vì thế, nét văn hóa đặc trưng của vùng thảo nguyên như là du can du cư, chăn nuôi gia súc thì không phát triển mạnh ở vùng nội Mông. Sự đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở vùng nội Mông khiến những người Mông Cổ, vốn là những người yếu thế hơn, sống tại nội Mông, dần đánh mất đi những phong tục truyền thống và họ đã bị đồng hóa dần bởi người Hán. Họ đã từ bỏ lối sống du mục, chọn những công việc ổn định và dần hòa nhập vào văn hóa của người Hán. Vậy là Mông Cổ và nội Mông khác nhau lớn nhất về mặt dân tộc. Đó là ở đất nước Mông Cổ thì người Mông Cổ chiếm số đông, còn ở nội Mông thì người Hán lại chiếm số nhiều. Và giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết nhiều hơn nữa về nội Mông. Khác biệt hoàn toàn với Mông Cổ, nội Mông là khu tự trị nằm ở phía bắc của đất nước Trung Quốc. Nội Mông có biên giới quốc tế với Mông Cổ và với Liên bang Nga. Thủ phủ của nội Mông là Hô Hòa Hạo Đặc. Các thành phố lớn bao gồm có Bao Đầu, Xích Phong và Ngạc Nhĩ Đa Tư. Đó là những thành phố đã được phiên âm sang tiếng Hán Việt. Khu tự trị nội Mông được thành lập vào năm 1947 từ một số tỉnh cũ của Trung Hoa Dân Quốc, và đa số cư dân của nội Mông là người Hán, trong khi người Mông Cổ là một dân tộc thiểu số chiếm số nhiều so với những dân tộc thiểu số khác nhưng vẫn là yếu thế so với người Hán. Khi thành lập khu tự trị nội Mông vào năm 1947, người Hán lúc bấy giờ đã chiếm khoảng gần 84% tổng dân số và người Mông Cổ chỉ chiếm có gần 15% tổng dân số mà thôi, phần rất nhỏ là những dân tộc khác. Nội Mông chỉ là đơn vị hành chính đông thứ 23 về số dân và đứng thứ 21 về kinh tế Trung Quốc với 25 triệu dân, tương đương với khoảng nước Úc, và GDP danh nghĩa đạt khoảng 1.729 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với đất nước Phần Lan. Khu tự trị Nội Mông là đơn vị có diện tích lên đến 1,2 triệu km2. Nhìn chung, Nội Mông có địa hình cao nguyên, phần lớn các khu vực có độ cao trên 1.000 mét. Cao nguyên Nội Mông là cao nguyên lớn thứ hai trong số những cao nguyên lớn của Trung Quốc, cùng với cao nguyên Thanh Tạng, cao nguyên Hoàng Thổ và cao nguyên Vân Quý. Thủ phủ của Hội Mông đó là Ho Hot, đôi khi được phiên âm Hán Việt là Hồi Hột. Tên của thành phố trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là thành phố xanh, và màu xanh ở đây thì gắn liền với bầu xanh của bầu trời, bầu xanh của sự vĩnh cửu và bầu xanh của sự tinh khiết. Dân số của thủ phủ Hồi Hột này là hơn 3,5 triệu người, theo điều tra dân số mới nhất. Nhiệt độ mùa đông nói chung là rất thấp, có thể xuống dưới âm 20 độ C và có thể lên đến 30 độ C vào trong mùa hè. Hồi Hột là điểm đến phổ biến cho du khách trong những tháng mùa hè do có rất nhiều đồng cỏ cận kề.
Gần đây thì do quá trình sa mạc hóa, thành phố đã chứng kiến những trận bão cát gần như là hoành hành quanh năm. Sau đây là một số sự thật thú vị, một số địa danh mang tính biểu tượng của khu tự trị này. Năm 1962, công trình địa chất Nội Mông 723 được triển khai nhằm khảo sát, tìm kiếm khoáng sản, mỏ quặng tại vùng đất rộng lớn này. Thế nhưng không biết trong quá trình khảo sát ấy, các nhà khoa học đã đào bới hay là tìm kiếm được những gì mà sau 2 tháng công trình Nội Mông 723 đột ngột bị dừng lại và đưa vào nội dung tuyệt mật của đất nước Trung Quốc. Ít năm sau thì cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc đã góp phần đưa công trình địa chất Nội Mông 723 chìm vào quên lãng. Bởi công trình ấy đã trở thành tuyệt mật nên cho đến tận bây giờ không ai biết thực sự câu chuyện đằng sau đó là gì. Ở trên mạng có rất nhiều câu hỏi tương tự kiểu như người ta rốt cuộc đào được cái gì vậy, và cũng sẽ hàng trăm, hàng ngàn cách giải đáp khác nhau. Quả thật là vậy, một số câu chuyện kỳ lạ ở Nội Mông vẫn được cư dân mạng đồn đại và xếp vào loạn chuyện thần bí ở Trung Quốc. Chẳng hạn như sự xuất hiện của con trùng địa ngục. Hình dáng con vật kỳ lạ ấy được miêu tả giống như hình ảnh người ta nhìn thấy trong những cuốn sách ma thuật. Con trùng địa ngục có thể gây sát thương cho người ở gần nó, thực hư thế nào thì chẳng ai biết được. Còn về những điểm du lịch, Chát Hán Cung hay là Hồ Kinh Dị ở Nội Mông cũng là một điểm rất hấp dẫn. Chát Hán Cung là phiên âm từ tiếng Mông Cổ, hàm ý độ sâu khói lửa. Chát Hán Cung cũng là tên của Hồ Kinh Dị nằm ở gần sa mạc có tên là Hồn Thiện Đạt Khắc. Hồ này có diện tích không lớn nhưng mà độ sâu thì chưa được đo con số cụ thể. Vào mùa đông khi mặt nước hồ đóng băng, đã có người từng thử khoét một lỗ trên mặt băng và thả dây để đo độ sâu của hồ, nhưng rốt cuộc hết dây mà vẫn không chạm được đến đáy. Người dân địa phương mới nói rằng biết đâu phải sâu đến vài trăm mét và có khi ở dưới còn có một con quái vật. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tại hồ này đã xảy ra liên tiếp những sự cố khủng khiếp. Tổng cộng đã có hơn 300 con ngựa, 500 con bò, 25 người mất tích, ly kỳ ở chỗ. Toàn bộ người và gia súc mất tích ở đây không biết là sống hay chết, chỉ có điều sống không thấy người mà chết không thấy thây. Và giờ là lúc chúng ta cùng đến với những địa điểm cụ thể hơn tại khu tự trị của Trung Quốc. Một trong những trung tâm quan trọng nhất đó là trung tâm phóng vệ tinh Tiểu Tuyền của Trung Quốc. Đặt tên là Tiểu Tuyền nhưng mà Tiểu Tuyền thì không thuộc khu tự trị này mà Tiểu Tuyền thuộc Cam Túc, đó chính là khu đô thị gần nhất ở gần đó. Trung tâm này được thành lập từ năm 1958, là một trong số những cơ sở phóng vũ trụ đầu tiên trong số 4 sân bay vũ trụ của Trung Quốc. Và đương nhiên rồi, trong số những cơ sở phóng vệ tinh của Trung Quốc, nó ở xa những khu dân cư và luôn đóng cửa đối với người nước ngoài. Trung tâm phóng vệ tinh này là một phần của thành phố vũ trụ Đông Phong, còn được gọi là căn cứ 10 hoặc là căn cứ Đông Phong. Nơi này có diện tích khoảng 2.800 km2 và có khoảng 20.000 người đang sinh sống làm việc. Trung tâm này nhận được sự hỗ trợ của Liên Xô cũ trước đây. Nơi đây đã phóng những công trình quan trọng của Trung Quốc, ví dụ như là vệ tinh đầu tiên Đông Phong 1 vào năm 1970, hay là sứ mệnh không gian có người lái đầu tiên của Trung Quốc đó là Thần Châu 5 vào năm 2003. Ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc còn có lăng thành cát Tư Hãn ở cụ thể là Odos. Đây là một địa điểm du lịch tầm cỡ của Nội Mông. Tuy nhiên đây thực chất chỉ là một bảo tàng chứ không có di cốt của thành cát Tư Hãn, và người ta cũng chưa phát hiện được di cốt của vị đại hãn này. Lăng được xây dựng trong quãng thời gian từ những năm 50 của thế kỷ trước bởi chính phủ Trung Quốc theo phong cách truyền thống của người Mông Cổ. Thành cát Tư Hãn như đã biết là người thống nhất Mông Cổ và tạo ra đế chế khổng lồ trải rộng từ Thái Bình Dương cho đến tận Ukraine trước khi ông qua đời vào năm 1227. Tuy nhiên đến bây giờ thì người ta vẫn chưa tìm được vị trí ngôi mộ của ông. Một khả năng là thành cát Tư Hãn được chôn cất ở tỉnh Khenti phía đông Mông Cổ, nơi mà ông ra đời. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng đến hình ảnh vệ tinh để tìm kiếm lăng mộ của thành cát Tư Hãn nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Lăng thành cát Tư Hãn bây giờ thì hoàn toàn khác với công trình tượng đài thành cát Tư Hãn ở Mông Cổ, nhưng có một điểm chung đó là không chứa di hài thành cát Tư Hãn ở bên trong. Tượng đài thành cát Tư Hãn ở Mông Cổ thì nằm cách thủ đô Ulaanbaatar khoảng 50 km, trên một thảo nguyên rộng lớn của Mông Cổ. Tượng đài này cao 40 m, được làm từ 250 tấn thép không gỉ. Du khách có thể đi lên phần đầu của ngựa cao 30 m bằng thang máy hoặc là thang bộ. Trở lại với khu tự trị Nội Mông thì ở trên cao nguyên Udos, du khách có thể cưỡi ngựa hoặc là trải nghiệm những phong tục địa phương độc đáo. Cao nguyên này được chia thành rất nhiều khu vực khác nhau, ví dụ như là khu biểu diễn nghệ thuật, khu cung cấp dịch vụ ăn uống, khu nghỉ dưỡng cũng như một số khu vực khác. Đến đây thì có rất là nhiều những trải nghiệm về tinh hoa của dân tộc Nội Mông và phong tục chào đón bằng rượu ngựa, một nghi thức chào đón thể hiện sự nhiệt tình và hiếu khách của những người du mục.
Đồng thời tại đây thì mọi người có thể có cơ hội khám phá cuộc sống của người du mục, chẳng hạn như là ngủ đêm ở trong lều, chiêm ngưỡng hoặc là lắng nghe những bài hát, những điệu nhảy, nếm thử những món ăn địa phương, chơi đấu vật, cưỡi ngựa hoặc là thử bắn cung. Và một địa điểm nữa cực kỳ quan trọng ở Nội Mông đó là mộ của Vương Chiêu Quân. Mộ của Vương Chiêu Quân nằm cách khoảng 9 cây về phía nam của thành phố Hồ Hos, chúng ta tạm phiên âm là Hồi Hột, tọa lạc trên một diện tích rộng đến 13.000 m², với những khung cảnh đẹp nhất của thời cổ đại. Một truyền thuyết kể rằng mỗi năm khi trời trở lạnh và cỏ chuyển sang màu vàng, chỉ có ngôi mộ này vẫn còn xanh và vì thế nó còn có tên là Lăng Mộ Xanh. Trước mộ có bức tượng đồng cao 4 m mô tả hình ảnh Vương Chiêu Quân và chồng là Hồ Hàn Tà đang cưỡi ngựa và nghiêng người để nói chuyện với nhau. Bức tượng này thì cực kỳ sống động. Và bạn có thấy Vương Chiêu Quân quen không? Vương Chiêu Quân được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa thời ngày xưa. Sắc đẹp của Vương Chiêu Quân được ví như lạc nhạn, tức là sắc đẹp khiến cho con chim ở trên trời đang bay cũng phải thần thơ đến mức ngừng vẫy cánh và rơi xuống đất. Trở lại với câu chuyện của quá khứ, năm 33 trước công nguyên, thủ lĩnh Hung Nô là Hồ Hàn Tà đến với kinh đô Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán và đề nghị được trở thành con rể của Hán Nguyên Đế. Nhưng mà vì không muốn gả công chúa độc nhất vô nhị của mình, thì Hán Nguyên Đế quyết định để cho Hồ Hàn Tà chọn một cung nữ tùy thích trong cung. Thời đó thì xứ Hung Nô rất là xa xôi cách trở và người dân Hung Nô lại sống trên các thảo nguyên xa xôi. Vì thế các cung nữ đều e rẻ không dám chấp nhận lời hứa hôn. Duy chỉ có Vương Chiêu Quân bước ra tình nguyện lấy hôn Hàn Tà. Sau khi Vương Chiêu Quân qua đời, thì những người Hung Nô đã cho xây dựng một đền thờ để tưởng niệm Vương Chiêu Quân, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Qua nhiều thế hệ, ngôi đền được trùng tu bởi cả người Hung Nô và người Hán. Và bây giờ, đó chính là những gì chúng ta đang nhìn thấy. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về việc Nội Mông, Mông Cổ và Ngoại Mông có những gì khác nhau. Và chúng ta cũng đã hiểu hơn rất nhiều điều về Nội Mông, một trong năm khu tự trị của Trung Quốc. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.